Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau bằng máy tính Casio. Đầu tiên chúng ta sẽ viết nguyên cái cục phương trình này vào máy. Chúng ta nhấn Shift Show cái cục này, mình chọn 1.2, còn cục này 1.4. Thì chúng ta ra kết quả như thế này. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng các cục phương trình bên trong log nó khó cộng và trừ thêm bên trong nó. Cho nên chúng ta sẽ tính giá trị của cái cục này. Thì chúng ta ra số 2. Có nghĩa là phương trình này sẽ bằng 2. Sau đó chúng ta lấy x trừ 2y nhân cho 2. Tiếp tục. Chúng ta đẩy 2x và trừ 4y sang bên trái. Và số 1 sang bên phải. Tiếp tục, cộng 2 vế cho số 1, cộng 2 vế cho số 4. Tiếp tục, cái này là số 4. Cái này là hàng đẳng thức đáng nhớ. Tiếp tục, chúng ta áp dụng lượng giác hóa. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ đặt x bằng 1 cộng 2 sin t và y sẽ bằng trừ 2 cộng 2 cos t. Tại sao mình đặt như thế này? Tại vì á, khi chúng ta bỏ cái cục này nè vào đây, thì chúng ta có 1 trừ 1 bằng 0, 2 sin t tức cả bình phương, chúng ta có 4 sin t bình phương. Tương tự cục y, chúng ta bỏ cái này vào đây thì chúng ta có trừ 2 với 2 là số 0. 2 cos t tức cả bình phương thì chúng ta có 4 cos t bình phương. Tuy nhiên, số 4 với số 4 làm nhân tử chung. Sin t bình phương cộng cos t bình phương sẽ bằng 1. Nó tương tự như thế này. Sau khi chúng ta đặt xong, chúng ta quay lại cái cục này. Chúng ta sẽ bỏ cái cục này vào đây. Và cục này vào đây. Ở đây chúng ta sẽ có là 3 cộng 6 sin t trừ 4 nhân trừ 2 chính là cộng 8. Trừ 4 nhân 2 là trừ 8. 8 cộng 3 là 11. Chúng ta rút còn lại luôn. Và bắt đầu từ đây chúng ta dùng máy tính Casio. Bây giờ chúng ta nhấn Shift đạo hàm. Bây giờ chúng ta viết cái cục này vào máy. Bây giờ chúng ta nhấn Shift Show cái cục này, mình chọn khoảng số 0 đi. Thì chúng ta ra số này. Và chúng ta có kết quả là số 1. Tiếp tục, chúng ta làm tương tự. Sau đó chúng ta nhấn Shift Show cái cục này, mình chọn số lớn hơn túc, mình chọn khoảng 125. Chúng ta có số này.
Thì chúng ta có 21. Như vậy hai số này cộng lại ra 22. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.